Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Bây giờ là 5:30, chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay em gửi tới mọi người một video giới thiệu về bộ dụng cụ thử kín dùng cho điều hòa ô tô với 78 chi tiết. Em xin mời mọi người sẽ cùng em vào phần tiếp theo của video để cùng tìm hiểu chi tiết của sản phẩm. Bộ dụng cụ thử kín điều hòa ô tô với 78 chi tiết được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy chuyên sản xuất trang thiết bị dụng cụ hỗ trợ điều hòa ô tô, được phân phối bởi An Thái Auto. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Tất cả các chi tiết trên bộ sản phẩm đều có ký hiệu là số tương ứng với các dòng xe, rất tiện dụng. Với bộ sản phẩm 78 chi tiết này, sử dụng được cho đa số các dòng xe hiện trên thị trường Việt Nam. Combo bộ sản phẩm gồm các đầu lối nhanh dùng để thử kín từng bộ phận, lốc, dàn nóng, dàn lạnh và nhiều chi tiết khác của hệ thống điều hòa ô tô, hỗ trợ người thợ phát hiện, xác định được vị trí hở của từng bộ phận điều hòa một cách nhanh nhất, giúp tiết kiệm thời gian. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn và tìm hiểu về sản phẩm, hãy liên hệ Zalo với em theo số 0769086333 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.